Hello, hôm nay lại chia sẻ tiếp. Ôi ơi, mệt mỏi. Nhiều anh em chán lắm luôn. Gọi điện thoại cứ nhéo. Chia sẻ tiếp, lưu vào luôn nhá. Khỏi phải gọi. Năm mươi người trở lên đi. Can và bốc. Đấy, bốc mới này. Khui ra để bô luôn. Bây giờ không còn bốc cũ nữa, nên phải khui bốc mới ra hướng dẫn cho anh em. Thật sự nhiều anh em Tuấn thấy chán thật, quá chán luôn, không biết là anh em để cái đầu nó đi đâu ấy. Cứ quên luôn, chán. Cứ hơi tí là anh em mang con can này ra, con bốc này ra, anh em hiệu chỉnh AF, chứ đâu phải xe nào cũng hiệu chỉnh AF được đâu. Chia sẻ luôn. Và bây giờ chụp cho anh em cái menu này luôn, anh em chụp màn hình lại, để con xe nào vào chúng ta hiệu chỉnh được AF. Chứ xe nào các bạn vác ra các bạn cũng hiệu chỉnh AF rồi không được. Rồi anh em lại lập lộn cái file xong IC nó ngủ, xong lại gọi. Chán. Bởi vì các bạn và anh em không để ý. Anh em hãy chịu khó học vào, ôn vào. Chứ hơi tí anh em chẳng có ôn, anh em cứ khách hàng mau vào, anh em gạ tí. Ở xe này hao xăng quá, xe này nhạt xăng quá, cộng thêm tí xăng. Các bạn cứ lôi hai con này ra, các bạn hiệu chỉnh AF không được. Và các bạn cứ nhéo lên, rồi các bạn lại hỏi. Chán cực kỳ luôn. Và nhiều anh em học rồi, và nhiều anh em thì Tuấn cũng chẳng quen. Anh em coi trên YouTube, anh em cũng gọi, bảo Tuấn ơi, tại sao con can con bốc này không hiệu chỉnh được AF. Chán, cực kỳ chán luôn. Xong rồi nhiều lúc anh em chia sẻ trong cái nhóm, xong anh em lại buồn nhau. Người này nói đùa một tí, người kia hờn. Tại sao cuộc sống phải như vậy? Nhiều lúc đùa nhau một tí, ví dụ ông kia đùa ông này tí, ông này hờn. Bởi vì ông này tự ái. Đấy. Đời ở cuộc sống này chẳng có cái gì phải tự ái cả. Không biết thì học. Học. Người ta nói như vậy để cho chúng ta học, để sau này chúng ta thành công, người ta không coi thường nữa. Thế thôi, có gì đâu mà phải ngại. Thiên hạ càng chửi bao nhiêu, càng kinh chúng ta bao nhiêu, thì lòng tự ái chúng ta phải mạnh mẽ lên, để chúng ta bước qua cái chúng ta không hiểu. Rồi nhiều anh em nữa, biên bản mới rồi cũng te nâng cấp xong, máy nó ngủ xong cũng gọi. Bởi vì các bạn hiệu chỉnh sai, các bạn sử dụng máy sai, rồi các bạn lại gọi. Và kể cả sờ mất tun cũng vậy. Đang bình thường, con xe đang bình thường vẫn mở tua được, nâng cấp phần mềm được, xong rồi bảo nạp bản mới. Nạp xong rồi thẻ nhớ nó cũng đi luôn, xong rồi nó hành nó ra bã. Thì Tuấn hết khả năng rồi, giúp anh em. Một ngày nhiều lúc giúp một anh em nó chậm vài tiếng đồng hồ, Tuấn bích thật sự luôn. Đây sẽ cho anh em biết xe nào hiệu chỉnh được AF. Can đây, bốc mới, cho anh em cà xong rồi đã. Chào em trai Trần Thái, anh yêu em nhiều nhé. Rồi thầy chào em Tay Ga Xuân Dần ở xứ Thanh. Thầy chào em, bởi vì em gọi thầy bằng thầy thì thầy bảo chào em. Rồi anh em nào chuẩn bị mua tài liệu, Tuấn còn 15 bộ cuối cùng. Anh em nào comment nhanh, tí thì Tuấn sẽ livestream. Bây Tuấn bảo này, Tuấn chia sẻ hết khả năng luôn. Bởi vì anh em phải chịu khó, không phải đụng một phát là chúng ta cứ gọi đâu. Một con xe khách hàng mang vào, anh em phải từ từ mời khách hàng ngồi ghế,
ngó ngang ngó nghỉa, ngó bên trái bên phải con xe này có làm được không. Bây giờ anh em chưa làm được, anh em phải chạy ra toilet, anh em lấy cái điện thoại, Tuấn ơi, con xe này remap được không, Tuấn ơi cho mình hỏi, xe này có hiệu chỉnh AF được không, khách hàng bảo hao xăng. Hao xăng các bạn chưa kiểm tra cái gì cả, anh em chưa kiểm tra cái gì cả, thì bố của Đình Tuấn ngồi bên cạnh Đình Tuấn cũng không giúp được anh em. Anh em phải bảo khách hàng ngồi ở kế bên, ok chị mời ghế em kiểm tra áp bơm, kịp phun coi đáy không. Đưa khách hàng bảo hao xăng, Tuấn ơi rồi hao xăng phải làm sao, Tuấn ơi xe này hộp ga phải làm sao, chán kinh khủng luôn. Đấy, bởi vì anh em ăn xong anh em cứ lo gì, lo ngủ phát. Chiều sửa xe mệt mệt là trời, thời tiết nóng 38, 39 độ C này. Thằng bạn trên Hiếu nó gọi bảo làm đĩa thịt chó, cuốn lá mơ thì nhanh lắm, tốc đít ngay. Tay vẫn còn dầu nhớt, vẫn cầm những cái lá mơ cuốn, bỏ vào miệng ăn làm cốc rượu uống. Hít chờ, phê quá, tủ rượu này ngon quá bạn ơi. Thịt chó hôm nay mua ở tiệm nào ngon thế. Xong say về nhà vợ lại gọi, lại làm một quả. Thế là ngủ, thì biết chừng nào nó thông minh ra được. Xong ngày mai nhiều anh em lại gọi, Tuấn bảo hết những cái bận nào mà nó khó, Tuấn giúp anh em bình thường hết. Nhưng trong tay anh em đã có những cái dàn máy rồi, và đặc biệt nhiều anh em mua ở nơi khác. Nhiều anh em mua ở cái công ty gì ở trên Việt Nam là Tuấn chẳng biết. Mua về xong chẳng biết sử dụng. Xong kết nối con can, con bốc này nó không nhận. Bởi vì xe này có hiệu chỉnh AF được đâu mà nó nhận. Cứ mang xe này ra cũng nâng cấp phần mềm không được. Ôi lại bảo bị cái gì. Đâu phải xe nào cũng nâng cấp phần mềm được đâu. Đâu phải xe nào cũng hiệu chỉnh AF được đâu. Đâu phải trong tay các bạn có con can, con bốc này các bạn thích làm vua của thiên hạ. Anh em muốn làm vua của thiên hạ, muốn làm vua của những con xe thì cần gì? Đó. Anh em hiểu không? Một ngày thì Tuấn nghe phải 50 cuộc điện thoại, những cái Zalo, và nhiều anh em chậm nhất phải hỗ trợ tới 2 tiếng nó bị trục trặc. Bởi anh em đôi khi anh em làm anh em khó quá anh em không gọi, anh em làm chết rồi anh em mới gọi. Chết rồi thà ở đây cứu được, máy hết khả năng, xe hết khả năng. Nhưng anh em đang ở một phương trời rất xa, anh em đang bị thiếu linh kiện, thì làm sao mà cứu được anh em, hết khả năng thôi. Hết khả năng làm cho anh em. Hy vọng anh em phải cố gắng luyện, chứ đừng có vì lô đề chiều nay giải mỏi lon bia học vào thì bảo nhức đầu. Đã bảo cái nghề sửa xe này nhức đầu thì chúng ta bỏ nghề luôn, vứt cà lê mở led sang tiệm. Ngày mai đăng lên một cái nhóm Facebook sang tiệm. Và nhiều anh em đang làm thuê cho ông chủ, thôi bảo làm cho ông hết nghẹ ngày đi về, lương nó chỉ có thế thôi. Vậy ngày mai xe nó hẳn thì gọi ngay ông chủ ấy luôn, gọi ngay ông chủ cửa hàng cứu các bạn. Hoặc là bảo bây giờ ông đầu tư cho tôi nghiên cứu đau cái đầu, lương tôi lên một tháng 20 triệu, nhắm ông có trả được không, cho nó xong. Còn bây giờ nhiều anh em làm bây giờ hết ngày đi về, tháng lấy đồng lương, xe nó hẳn ra bã hết, rồi kêu ai, lại nhắn tin, lại hỏi, nó mệt lắm. Đúng không? Đó là chia sẻ nó hết bài luôn, chẳng có vấn đề gì cả, bởi vì anh em chẳng chịu luyện. Đơn giản cầm con can, con bốc này. Ở trên xe Việt Nam này, xe nào hiệu chỉnh được, nó đến trên đầu ngón tay không? Không nhớ. Xe nào nâng cấp được phần mềm, có 3 cái dòng xe của Honda trên thị trường, xe A-Black, xe Lead 125, xe SH More, đời từ 2013-2015, cũng chẳng nhớ. Có mỗi đời 2013-2015 không nhớ thì lấy tờ giấy ấy, ghi nó vào, bỏ dán ở túi ngực thế này, hoặc là dán ngay cái bàn làm việc, hoặc dán ngay cái cửa hàng. Không ghi được cái chữ mô tô S-Can thì ghi là can thôi. Chữ này không ghi được mô tô bốc, khó quá thì ghi chữ bốc thôi. Bê bò, chữ O và chữ X, can cộng bốc, là chúng ta chỉ có nạp được phần mềm xe A-Black, Lead SH-More, đời 2013-2015. Ngày mai lấy đâu mà hỏi nữa. Đây chẳng ghi mẹ gì cả, mai lại gọi. Các bạn mang con xe đề từ mà đèn LED 2016 ra, các bạn nâng cấp phần mềm không được, các bạn lại gọi. Có đi mẹ bà Tuấn ơi, sao xe này mẹ này một can này mới bốc này đời cũ à?
tại sao nâng cấp không được? À, thưa bố, cái này các bố phải hỏi công ty coi có nâng cấp được không, còn hiện tại nó không nâng cấp được. Bảo công ty ông làm nhanh cho tôi để tôi nâng cấp con A Black 2.6. Thua anh em luôn, Tuấn thua phải cực thua luôn. Rồi bây giờ hướng dẫn cho anh em dùng can và dùng bốc để hiệu chỉnh HF. Còn là nâng cấp phần mềm anh em về nhà lấy tờ giấy ghi vào, hoặc là ghi bằng cánh tay này, xăm mẹ vào đây luôn. Ngày mai các bạn ra tiệm và xăm, bảo xăm giấy bốc và can, nâng cấp phần mềm đời 2013-2015 Lit A Black SHMO. Còn bây giờ các bạn mang con SH đời 22-23, các bạn cũng bảo nâng cấp phần mềm bởi vì nó là bộ 3 cảm biến, sao mà nâng cấp phần mềm được? Đấy, anh em hiểu không? Bộ 3 cảm biến làm sao mà nâng cấp phần mềm được? Ok, tài liệu anh em nhắn tin nhá, tí nữa sẽ quay tài liệu cho cả nhà. Chán anh em, hôm nay muốn nghỉ ngơi để đưa anh em vào trong nhóm, mà sáng giờ ông này gọi, ông kia gọi. Ê, anh em, mua cơm luôn, về đây ăn luôn nhé. Mua cho ăn hộp cơm. Rồi, nói nữa này. Làm cái nghề này thì chịu khó, một người thợ sửa xe, chúng ta phải nhớ được đời xe. Lên trên mạng Google, YouTube, A Black đời nào, Lit, đời đầu và chống điện nó khác nhau ở đâu. Chẳng bao giờ ông nào chịu xem cả, xong rồi mở tour, remap, chẳng biết con đi xe này cái má bao nhiêu, cứ đẩy đại vào, xong rồi nó tịt ngòi, lại gọi. Làm cái nghề mà xe mà không nhớ đời nào thì làm cái nghề này làm cái gì nữa. Tốt nhất bỏ tiện đi ngủ cho nó chắc ăn, cho nó khỏi đau đầu. Chúng ta đã yêu cái nghề dầu nhớt này rồi thì anh em phải nhớ đời xe. AB này đời nào, Lit này đời nào, Vision này đời nào, mà anh em lại làm không được. Đúng không? Làm không được, chán. Các bạn chỉ biết làm sao có xe vào để nó trắng luôn, để anh em bùa, anh em kiếm được nhiều tiền. Rồi tối anh em nào có con bồ ấy, thì rủ nó đi khách sạn, hoặc là có con vợ ấy, thì tối ôm nó sớm. Chẳng có anh em nào chịu khó nghiên cứu cả. Nói trắng như vậy luôn, chỉ biết con xe khách hàng mang vào hot, bùa, ngại để kiếm vài tờ polymer, thế là cười như nhái ấy. Xong rồi xe nó hẳn ra bả, kiếm được đồng tiền được, nhưng tại sao anh em không chịu suy nghĩ? Tuấn nói này là được lòng trước khỏi mất lòng sau. Thứ nhất, anh em nào bảo thủ thì chúng ta khỏi đi lên được, còn anh em nào không bảo thủ thì ắt sau cái live stream này anh em sẽ đi lên. Sau cái buổi live stream này các bạn sẽ đi lên, và các bạn sẽ có cái tư duy khác ngay. Mẹ sổ sắt trong tường này, dán cái chỗ nào ấy nó dễ nhìn. Nên thì Tuấn bảo học nhiều rồi, cái đầu óc này nó không tư duy. Các bạn đi học hết của Việt Nam này, học ở lỗ tai này, nó xỉa ở lỗ tai này nó ra. Thì Tuấn chúc anh em trong tương lai y xì một thằng Đình Tuấn thứ hai chẳng hạn như vậy, giỏi hơn Đình Tuấn gấp 10 lần. Được chưa? Giỏi hơn thì Tuấn gấp 10 lần, Tuấn chúc tất cả anh em. Bởi vì bây giờ công nghệ nó nhiều, nó dễ. Ok. Làm xe thì mở remap, nạp file, hiệu chỉnh. Thì hãy nhìn cái này này, nó là cái mã bao nhiêu. Đấy, có dòng Future Future đời 2014-2017, nó 4 năm mã, cẩn thận không lại ngủ. Máy thì anh em chỉ có một cái. Thà anh em có 2-3 cái máy, anh em cứu qua cứu lại bình thường. Remap được xe nào thì con can con bốc này nó hiệu chỉnh HF được dòng xe đấy. Được chưa? Cứ xe nào sở mất tôn mở tua được, hoặc là file máy tính này mở tua được, thì đương nhiên nó sẽ hiệu chỉnh HF được. Anh em nhìn vào cái đèn xanh này, cáp bên này cáp khác, được chưa? Đó, mở tua này thì bấm vào wire, viết nó một cái, bấm vào đây,
Thì ở đây đã cài sẵn rồi, mở tua 2. Xe A-Black này nè, V4142 như nhau, nó sẽ là 48 kg, bởi vì trọng lượng trong con IC đấy. Bấm như thế này nó dễ, còn như ăn cơm. Đây A-Black, chọn vào A-Black. Đây mở tua, đúng không? Rồi nhít vào cái, nó là gì? 4000 XOX này không cần phải xóa, không cần phải xóa. Bấm vào chữ 4000 luôn, 4000 đồng. Ở bên này bấm vào fix, chúng ta không nhớ cái mã bao nhiêu, kéo cái này qua một bên, không nhớ mà từ từ thôi. Vào cái bảng mở tua, chết sum là điền bao nhiêu. Rồi A Black của nó là 4009 FFE, đánh nó vào là xong. Đây nè, những dòng nào mở tua được thì con can và con bốc nó hiệu chỉnh 2F được. Nó hơi bị mờ đúng không? Đây, trọng lượng của nó là 48 kg, nó sẽ điền vào 9FFE. Những cái dòng này nè hiệu chỉnh 2F được thì chúng ta mở tua được. Rồi thoát ra 9FFE, bấm đạn không cần phải hoa FFE. Thế thôi mà có lấy đâu mà chết IC được. Đang nạp tụt cáp, làm lại bình thường. Mẹ đơ luôn. Ok. Đấy là xong. Rồi tí nữa hiệu chỉnh AF cho các bạn và anh em coi. Rồi bây giờ đang nạp cái này đúng không? Tụt cáp ra IC ngủ đúng không? Tụt cáp ra này, chết IC này. Nhưng IC này nó ngủ thôi, nó không chết. Có cái gì đâu mà anh em cứ lèn xa lèn sàng. Ngủ, tụt cáp hoặc đồng thời ngắt kết nối. Thấy chưa? IC mất hết, mất cả còi luôn. Nạp lại thôi, có cái gì đâu. Mở khóa điện lên, mất hết này, nạp lại, coi như hết pin chẳng hạn như vậy. Nhưng làm đừng để hết pin, chúng ta phải kiểm tra đồ nghề của chúng ta. Rồi đúng không ạ, bình thường gắn cáp vào. Tay anh em cứ hậu đà hậu đậu, xong anh em run lật bật xong rồi nó chết. Đây nó mới là gọi là đang ngủ thôi. Vào lại. Mong nó chết chẳng chết. Đây nó đang ở trạng thái ngủ này. Cái đèn màu vàng. Tiếp tục viết nó phát. Được chưa? Thì hiện tại nó đang ở đây luôn, bấm ở đây luôn, khỏi cần chọn vào mở tua, bấm vào cái gì cũng được. Rồi 4000 fix nó một phát, fix 9FFE. Tiếp tục. Rồi nó lại đèn cái màu xanh, xanh biển thì đương nhiên nó lại bình thường, nạp lại nó sống thôi, có cái gì đâu. Được chưa? Đó. Đây. Rồi 48 này nó đang chạy nè, 2 ký nè. 3 này, nhìn nó chạy này, chạy khi nào hết cái bật xanh là bấm ok. Rồi tiếp tục nè, rút ra một lần nữa nè. Được chưa? Mất sạc USB. IC lại ngủ. Có cái gì đâu. Lại tiếp tục đưa nó vào. Mẹ có 100 lần IC chẳng chết. Rồi.
múc tiếp xem có chết không, chạy tiếp. Nó đơn giản như kiểu mà hơn, còn các bạn mà đưa gái vào khách sạn mà các bạn làm không xong nữa thì thôi. Rồi lại lên cái nhóm nọ lại hóng, hóng cụ kia. Lên cái nhóm này, hội này, hội này lại hóng. Rồi lại lên YouTube lại hóng, hóng cái thằng mồm to. Xong về nhà làm theo nó à. Xong nhiều lúc lại ngủ. Rồi 29-30 kg đúng không ạ? Đầy 48 kilobyte nó sẽ xấu. Mang máy vào. Rồi xong, chúng ta bấm cái OK một cái. Rồi chúng ta chỉ cần di chuyển lại cái xe thôi. Đây cáp mở tua bữa nay dùng loại này. Rồi nó bền hơn, nó nhận cái cổng Kalai nhanh hơn. Cái cáp trắng ngày xưa bị lỗi ở đây. Đấy, ngày xưa ôm gần 10 triệu cáp lỗi, vừa rồi điên mang đốt hết. Đây nó còn rơi rải rác ở dưới này này. Đây cái này mua ở bên Trung Quốc, không đổi được. Vừa rồi ôm cái này ấy, không phải nó xạo gần 10 triệu mới rục bỏ hết. Trả không được bởi vì bên Trung Quốc chấp nhận, bởi vì chơi là phải chấp nhận. Không như các cụ mua cụ cáp này có vài trăm ca về nhà mở tua lấy được tiền rồi lỡ may nó lỗi, mẹ đăng lên trên mạng comment thích thì gửi đây trả lại tiền. Có mấy trăm ngàn bạc mà anh em cứ lèng à lèng en. Tí nữa tài liệu lại công khai cho cả nhà. Đây bữa nay nhập lại cáp khác. Cắn răng chịu đựng biết kêu ai bây giờ. Và nhiều anh em mua cộng cáp này lỗi thì inbox gửi lại cho Đình Tuấn. Nếu mà vui vẻ thì mua cộng cáp khác, nó có vài trăm thôi mà. Có gì đâu mà anh em làm nghe kiểu vấn đề này nó lớn lao lắm. Ở trên xã hội này chúng ta tiết tiền vài trăm ngàn chúng ta làm, nó mất giá trị của con người chẳng hạn như vậy. Nên tôi hơi bị nóng, chỉ cần anh em comment cảm thấy nó không đúng lương tâm tôi chửi luôn. Đấy đây. Mặt điện tử mà Trung Quốc mà. Đấy cái này thì ok hơn này, đẹp hơn này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển lại xe, chúng ta reset nó đi. Nó sống nhân răng ngay, có đèn FI ngay, khởi động nó sẽ nổ. Được chưa? Rồi cái file này ngon, không hộp nè. Đấy xe này nguội động cơ này, nhưng nạp nó một cái file vào. Rồi xe này không hộp, ngọt lim. Hộp hay không ấy, khi con xe này ở trạng thái động cơ nguội ấy, lên đây này hộp này, phịch phịch này, đây hộp đâu. Đó, đúng không? Anh em bây giờ có mà nghịch 100 lần IC nó cũng xấu, chẳng bao giờ chết cả. Mong nó chết, nó chẳng chết. Ngày mai Tuấn dạy online rồi và trực tiếp. Này mới quét dọn cái nhà đẹp không? Sập lắng o mới quét. Đó. Rồi tài liệu còn ít ở đây, tí comment ship nốt. Số này thì anh em đã đặt rồi, kiểu này ship. Còn có chừng này nữa thôi, khoảng hơn 10 bộ. Chỗ này anh em đăng ký hết rồi. Tí nữa là chim sau. Bây giờ rồi, chúng ta hiệu chỉnh AF. Làm nghề chỉ biết lấy tiền thôi, chẳng bao giờ mà nhớ cả. Đây xé con bốc mới luôn, ở nhà không còn bốc nữa rồi, xé ra test luôn cho anh em.
Điền Tuấn bán cái gì bảo mới là mới, cũ là cũ. Anh em làm cái gì cũ bảo mới, lấy được 500 ngàn nó không giàu được. Con này con mới nhá. Chia sẻ cho anh em luôn, nhiều anh em chán lắm. Học hoài, học mãi chẳng nhớ. Còn mỗi cái remap, mấy cái hiệu chỉnh AF, nhặng hết cả lên. Cứ mang cặp máy ra là nâng mới là hiệu chỉnh. Rồi, can mới bốc gặp nhau. Đè mày lên đây luôn. Rồi, tiếp tục cái dây calai ấy. Cắm vào bốc. Kết nối với cổng calai trên xe. Cắm dùng cái người anh em đẹp trai. Được cắm. Bật khóa điện lên dùng luôn. Thank you. Để kêu cái gì ấy nhỉ? Ok anh Dần. Tay ga Xuân Dần. Có người biết tay ga Xuân Dần luôn. Phải giỏi thật. Ồ, anh này anh biết tay ga Xuân Dần luôn. Tay ga Xuân Dần ông nào cũng biết đấy. Phải giỏi thật. Phải nổi tiếng thế nhỉ. Tay ga Xuân Dần đây gọi là giới showbiz hot này. Ai cũng biết hết. Nghe bảo tay ga Xuân Dần, nghe anh này bảo ô anh tay ga Xuân Dần nổi tiếng lắm. Rồi, kết nối với xe chậm thôi cái tay này. À mà anh em nào hôm nay mua con cam này Tuấn bán rẻ luôn. Được chưa? Con này phiên bản mới nhất. Kết nối. Đây này, hao xăng này, kiểm tra hết rồi này, thì chúng ta hiệu chỉnh cho nó giảm lại, hiệu chỉnh AF. Ở đây là nó cảnh báo hết rồi này, đọc cho nó kỹ ra, đọc kỹ ra rồi chúng ta hạng bấm. Ở Thanh Hóa, tay ga Xuân Dần ơi, gần tiệm ăn đấy. Ông bảo sát tiệm ăn đó. Hai cái má này chúng ta nạp má nào cũng được. Cái gì nó cho phép nạp được là được. Không đúng là đừng có nạp. Rồi cái này 42 cho 41 luôn đi. Rồi bốc mới này. ECU. Xe này hao xăng đi kiểm tra hết rồi. Vẫn hao xăng, kim đồ ok hết rồi. Thì trừ nó, một. Nó hao nhiều quá trừ hai chẳng hạn như vậy. Bấm ok. Motor scan đang hiệu chỉnh tỷ lệ hòa khí. Mẹ live stream xem suốt, ở đây có rất nhiều gương mặt xem suốt mà vẫn chẳng nhớ. Chán thật. Nên nhiều lúc anh em bảo cứ hiểu nghe bài hát
khổ trước sướng sau, thế mới giàu. Học trước quên sau, thế mới thành công, thì nô xịch. Nó khác. Nó khác với bài hát khổ trước sướng sau, thế mới giàu. Nhưng khổ trước mà không chịu cày thì biết đời nào có vài tỷ. Đúng không? Nguyễn Đức Vương. Bây giờ cứ bảo ơi kiếp này khổ rồi, chắc rồi cũng sẽ sướng. Cứ chờ sung nó rụng ở cây sung. Sung khác, người khác. Nên nó chỉ là một cái bài hát khổ trước sướng sau, thế mới giàu. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Đúng, hết tiền thì hết bền. Nên làm sao phải cố gắng kiếm được nhiều tiền nó mới bền. Ok. Đấy, anh em cứ nghĩ cái phun xăng điện tử này ơi không cần đâu bạn ơi. Rồi, không cần nhớ đâu. Trước sau cũng thành công. Nhưng no shit. Rồi. Cái thì lúc này ấy nó bảo hiệu chỉnh AF trừ 2 thành công. Bấm ok. Lại nó bảo gì ạ? Tắt bật khóa điện. Còn nổ máy hay không tùy các bạn. Rồi, nổ máy tiếp. Chào Tiến Giáp. Giáp Tiến. Rồi bây giờ đang hiệu chỉnh, lỡ may tụt cáp nó IC lại ngủ, phải lại cứu lại. Chia sẻ hoàn toàn là miễn phí hết. Nhưng anh em không chịu học. Rồi xong anh em lại đi mua máy thằng khác. Anh em về nhà lại gọi thằng tay ga Điền Tuấn. Tiếp tục. Xong rồi mua máy thằng khác về nhà không biết xài, lại bán cho Điền Tuấn là được. Ok. Điều chỉnh. Bây giờ bấm nhanh luôn, quen rồi. Ngong nó chết nó chẳng chết. Bây giờ chơi 4-2 đi, bởi vì nó cùng thì chúng ta chẳng sợ chết. Đang chia sẻ anh em ơi. Về không. Đang nạp lỡ may tụt cáp, IC lại ngủ. Nó ngủ thì lại đánh thức nó lại thôi. Rồi, tụt cáp. Đúng không? Nó đang nạp, nó đang chạy này, 7-8% này, tụt. Rồi, sao ạ? IC chắc chắn lại ngủ. Ngủ tiếp. Ngủ. Rồi, khóa này mở này. Mẹ nghiêng người mở khóa điện cho anh em ấy. Rồi, nó lại ngủ, mất hết. Rồi, anh em gặp cái tình trạng này, IC ngủ. Rồi, lại cuống hết cả lên. Lại cuống hết cả lên. Xong tí nữa vào lại lộn xe bởi vì cuống quá rồi. AB lại chẳng vào, lại vào lít. Lại vào Vision. Nạp tá là ti tung vào, xong đít cước. Bởi vì sao? Vì em mất cảm giác đau rồi anh. Đường rộng và dài, anh cứ bước đi. À, đừng làm tim em quá nhói đau. Bởi vì các anh làm em quá nhói đau thì em ngủ. Anh hiểu, anh em hiểu không? Đấy, bởi vì em mất cảm giác rồi. Bây giờ các anh có sờ vào em nữa thì em cũng chẳng có cảm giác. Bởi vì em không thích ăn. Thì anh có cho vàng lát kim cương thì em cũng không thích. Chẳng qua em nằm đờ ra đấy, anh muốn làm cái gì thì anh làm thôi. Nhưng trong tim em và não của em không còn cảm giác. Anh em hiểu không? Nên em này phải đi tìm có cảm giác. Ví dụ như đi tìm ăn dâu chẳng hạn như vậy. Ăn dâu, ăn làm, em này có cảm giác. Đấy.
có cảm giác thì em này mới kêu lên. Ồ sướng, phê, thăng hoa, chúng ta cùng dìu lên. Và cô đấy hỏi, và em đấy hỏi, ăn dần ơi, phê chưa ăn? Và ăn dần trả lời rằng, em lên đỉnh chưa? Vậy hai chúng ta cùng lên đỉnh thì lúc đấy sẽ kết thúc êm đẹp. Thì tiếp tục, bây giờ chúng ta là ok, nạp là có sao đâu. Tiếp tục anh em quay lại máy. Em xin lỗi anh dần nhá, bởi vì em chỉ nhớ tên anh ở trong này là nhiều nên em xin phép được đọc tên anh ra luôn. Rất mong anh thông cảm. Rồi. Em không thích ăn nhưng em nhận hết. Nó trở thành cao thủ rồi, bấm tẹt kim không sợ chết. Chim trắng mồ côi thương anh mà em đợi, đêm trắng cò than nghe tái tái tê lòng. Ok. Đấy, nó lại chạy lại. Tại sao mà chết được? Tí ăn xong lấy xe về ngủ, lấy nón, chạy về nằm chút. Không ngủ chưa? Phải ngủ chút đi. Hiệu chỉnh AF cộng 1 thành công. Chúc mừng quý khách. Anh em nào mua con này bán rẻ luôn. Đấy. Đấy. Mày thả bưởi. Ok. Lê đẹp y là sống, không cần phải nổ nữa. Rồi bây giờ quay lại về tài liệu. Rồi anh em nào ok thì chúng ta lại tiếp tục nhắn tin Zalo nhá. Zalo, Facebook, tài liệu 3 ngày sau lại đến tay anh em. Rồi anh em nhanh tay để chiều nay Tuấn gửi nhá. Chiều nay ship hết tất cả toa gửi luôn cho anh em. Rồi rẻ. Rồi kim phun bảo hành cho anh em 6 tháng. Đây của AB, KVG, Vision, AB 110 lắp chung nhau hết, trừ AB đời đầu, bởi vì cái rác này rác to, kim này kim lùn, ha, đều được bảo hành 6 tháng. Rồi ok anh em nhanh tay, cái gì cũng có ưu đãi giảm giá cực lớn. Rồi tất cả tài liệu ở đây, tất cả anh em nào cảm thấy nó rẻ thì anh em ủng hộ về anh em đọc, mong rằng một ngày nào đấy anh em sẽ thành công ở cái lĩnh vực sửa ra sửa xe, cho đời nó bớt khổ, cho người ta bớt khinh, cho đỡ phải lên trên mạng hỏi, cho đỡ bị bóc phốt. Rồi tài liệu.
Còn tài liệu này ở trong tay của Đình Tuấn. Đình Tuấn có quyền sử dụng và bán. Việt Nam bố thằng nào cũng chẳng ra bao giờ rầm bốc phốt. Ok. Còn anh em mua về nhà, anh em in ra anh em bán thì cũng chẳng ai bốc phốt anh em. Đình Tuấn không bốc phốt thì thôi, chẳng ai dám bốc phốt anh em, bởi vì nó quá rẻ. Kim phun hơn 300.000, bảo hành tới 6 tháng. Hơn 300k bảo hành cho anh em 6 tháng. Ok. Nha. Rồi, lỗi lầm gửi lại mình, nhưng mình test ok lắm rồi. Với Đình Tuấn cái gì nó cũng phải test trước, trước khi giao cho anh em. Mua bên sườn SI, tí nữa em kiểm tra coi còn, thì em inbox cho anh. Ok, anh Nguyễn Hà, Hòa. Rồi, cảm ơn anh em K11 của tôi, đẹp, tuyệt vời. Cảm ơn anh em K10, thuận buồm và xuôi gió, mã đáo và thành công, ngựa phi và tiến. Tôi hy vọng rằng mình là con ngựa này, một con thôi, chạy. Mong rằng mau nhanh tới đích. Cảm ơn anh em K11. Quá đẹp và tuyệt vời. Mã đáo mà lại thành công, thuận buồm mà lại xuôi gió. Ok. Đẹp tuyệt vời. Rồi, củ ngư gọi là quần hội, một bầy cá rất nhiều. Rồi, cái này nữa. Chưa treo được. Anh em này ở Nam Định. Tặng. Hết. Rồi, bàn làm việc chuẩn bị chiều nay ship cóc. Rồi, motorbox mới. Cái gì mới bảo mới, can mới bảo can mới, tun mới thì bảo tun mới, cũ thì bảo cũ, thế thôi. Chúng ta sống cho có tình nghĩa. Giả lập nhỏ, nhiều đồ chơi lắm, hộp hộp thùng thùng. Máy xúc rửa kim phun. Anh cơm đi anh em, cơm đi. Rồi cáp mở tua. Ok anh em cơm đi. Nosage. Ok. Tiệm đẹp không anh em? Ế quá. Sắp chết đói rồi. Rồi, để đêm mai lại dậy. Bữa nào đói đói bán cái tivi này luôn. Bữa nào đói đói lại bán tivi. Tay ga Đình Tuấn 2, xin chào toàn thể anh em thợ máy. Ok, anh Hoàng Dương. Em toàn phải sống về trưa, về đêm không? Chiều nay giờ lên toa ship hàng cho anh em. Ở Thanh Hóa đủ 15 người trở lên thì Tuấn sẽ về Thanh Hóa dạy. Kế tiếp Tuấn sẽ liên hệ với cửa hàng ở thành phố Thanh Hóa. Phải số lượng 15 anh em trở lên Tuấn sẽ di chuyển ra Hà Thanh Hóa làm một khóa anh em chúng ta gặp nhau. Thế. Và em đi Thanh Hóa thì em sẽ ghé ăn tay ga Xuân Dần. Dạ, ăn tay ga Xuân Dần ở xứ Thanh chứ không phải là ở Thanh Hóa. Xứ Thanh là ở đâu? Có phải quê Choa không? Phải quê Choa không? Có phải quê Choa không? Không phải quê Choa hả? Choa hả? Quê Choa, quê Choa. Ok, quê Choa, quê Choa. Bữa nào thì Tuấn có về Thanh Hóa thì Đình Tuấn sẽ ghé ăn tay ga Xuân Dần, quê Choa, quê Choa. Ăn tay ga Xuân Dần có mời em về nhà ăn không?
Ok. Và kế tiếp tháng 7 dự kiến sẽ là ở Hà Nội, kế tiếp khóa học. Mang lại nhiều sự cảm giác thăng hoa cho anh em thợ, bẻ những bàn bận cô lập. Hy vọng anh em nhớ dùng tí. Bởi vì anh em chẳng nhớ thì nó cũng chán lắm. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em dưới clip video lần sau. Nói hoài mà cái giọng mà chưa bể. Chắc trời phú cho cái giọng. Không biết được live stream và nói chuyện với anh em được mấy năm nữa cái giọng này bị bể. Lúc đấy nó như kiểu vịt đực. Nó kiểu như con vịt ấy. Thì lúc đấy hết thời. Có mà chia sẻ ban bận hay thì anh em cũng chẳng nghe được bởi vì vịt. Ok. Còn hiện tại cái giọng nó còn ok. Thì chia sẻ được. Thì cố gắng là cứ chia sẻ và sẻ chia. Rồi ok. Con can cũ giá sao anh? Comment anh. Can cũ đấy. Trời ơi. Con này bản mới này. Đây làm con này về xài châu bò. Làm kỳ đồ thông số đồ làm hết hàng châu bò đẹp. Còn mấy hôm qua thằng cu ấy nó lấy cái kia nó kẻ cá nó hơi có dấu ở đây tí thôi. Đây. Đây máy đẹp này. Nó đẹp hơn cái đồng hồ này luôn. Cái máy này trị giá đắt tiền hơn cái đồng hồ này. Đấy. Cái đồng hồ này nó rẻ bằng nửa cái con máy này thôi. Anh em comment này. Bản mới nhất. Tháng 4 2021. Nói cái giặc tay ga kỳ nghĩa. Tí nổ tài khoản đấy. Tí coi cộng tiền nổ tài khoản cho anh ấy. Không anh lại bay ra ở ngoài Phú Yên thì khổ. À, online á, online tí nữa liên hệ với anh em. Anh em truy cập hết vào Facebook Tega Đình Tuấn, gần 30 anh em để học online nhá. 30 người, nhiều lắm. Đây, online này. Ôi, ôi. Đây này. Đấy, có khoảng 30 anh em. Tí nữa thì Tuấn sẽ gọi từng anh em và đồng thời chúng ta chịu khó mở máy. Thời gian mất khoảng 2 phút. 2 phút để chúng ta tiến hành vào Facebook Tega Đình Tuấn. Và đồng thời Tuấn gửi cho anh em một cái đường link. Anh em nhấn chấp nhận. Ok. Và thì Tuấn đồng ý. Thì chúng ta sẽ ở nhau vào đêm mai. Nhớ 2 phút. Không quá 2 phút đâu. Chỉ cần truy cập vào Facebook Tega thì Tuấn nhắn tin Messenger để nó hiện lên Facebook. Tuấn gửi một đường link. Anh em nhấn vào điện thoại. Tuấn đồng ý. Chúng ta ở bên nhau vào đêm mai. Hy vọng đêm mai buổi đầu chúng ta sẽ học về những con relay, sử dụng đồng hồ và những con điện trở và những con tụ điện và những con IC nguồn 7805, 7806, 709, 7812. Ok, hai đêm lý thuyết và đêm thứ ba cứ thực hành và sử dụng máy Motosiken, Motobox, Smartus, mở tour ở hiệu chỉnh AF full toàn tập để rồi tới key khóa 60 key và làm nồi. Rồi, kế tiếp Tuấn sẽ về ăn cơm. Từ đây đến tối Tuấn sẽ liên hệ tất cả 30 anh em vào trong một nhóm học online. Rồi, chúc anh em trong tương lai cũng làm ông vua con. Vậy, làm cái ông vua con để các bạn làm việc ở đây cho nó xịn sò. Đẹp không ạ? Cũng được. Đấy. Đấy. Ok, đấy, làm kỷ niệm đá. Anh em làm kỷ niệm mà. Đấy, này thấy không? Đấy, ở Huế nhá. Cảm ơn anh An Đạt. Cảm ơn gia đình anh An Đạt đã tài trợ chương trình này. Có dịp Tuấn lại ghé Huế thăm gia đình anh. Và chúng ta đi bay. Bay tới sáng luôn. Rồi, kết thúc.